khu chật xoắn đi thi đi cả thả một toàn bột mình kê thả đôi cao nào mà đọc bê đọc bỏ đọc bột mình chân kê thả tờ cây sống phỏ bắt đá ra trong riêng xoắn đi thi đi cả bạn thua ai nè còn trò mình cạp nhập áo chỉ khẳng cao bị bạn khứa như rút sống rõ chỉ bị xe tùm rung một rõ bỏ niêng mình cạp bài bùa sát lại chứng muốn bố cứ cao bị niêng bạn đọc bỏ đọc bột mình chân bạn có nông nông có miền ca lực lạng thả cao bị bột mình xa văn đi thi đi ca có bạn tự thua cho rõ mô chạc trong ca nâng cấp nê chỉ đạp tư bố rút sống rõ chỉ bị xe tùm rung bài và tầm rung mốc mơ tớ phải bụt lại chứng môn bài bình nhị. Chứng môi nâng ả rõm rịch rìa trong bộ ca xóa xa bí mạ chôn xa vật đi thiết cá có hút chất nâng ca lực lạng thả. Nhiếng bàn tớ cài xâm phô tớ tầm rung mốc rõ bò niếng miên ca phạp đô bài bình nhị. Đã ra xa rây rụng nhị bàn ở dây tiàng hút chất thả. Bây giờ mình toàn bụt mình kể thả mục đô chìa cao nằm hàn chẳng. Thay đặc biệt bột mình rồi hỏi kia tha niếng tất cả xâm phó tử huynh. Tại dạng là, niếng mình ban khăn xâm phá vầy tê, còn tại chân và chia tha, kào bị bột mình, niếng mình ban tất cả xâm phó ở vầy nụ tì. Tùm rung mục rộ bỏ niếng cứ play bạp ni, đòi xa tại ca phát mốc bí xâm nạc chiêng, đài miên chùm niên thay phần lộc. Nơi khăn ông bê ni phong đài, xa vặt đi thì rì ca hạ đôi chì bình chất cho mùi nâng lật phó này ca bột mình ni chìa khăn. Đã kết một đoàn bình lý niêng bẹt đai rồi hốt đoàn tờ vị trí nam bọc hai. Hai xâm rạp ca bột thông minh đi, chùm nai prạc bảo mạng chiêng bì bọn pram rồi đưa lại. Tùm rõm bàn xét bẹp ni, niêng tờ cho lòng cạt ca bì ba chi chất hẳn. Đã miết đôi chìa ca đọt thông minh rồi hốt đoàn tờ buồn nâng vẹt cạt kiếm mùi chùm nuôn phóng đài. Bọn chừng khởi ta sau hạt đi thiết được các quạt bẹt. Đại và thông minh đại nâng cứ dù vậy cứ bị chân nằm một hơi hà quay đại xong khăn cứ quạt hồ chất nâng về đại miền phẩy mất một chân nguồn thà nâng về đại quạt bàn đỏ thông minh xa rộng thông minh nhân chân hơi nâng thà thà một quạt bài bố xa ăn khăn nâng cứ quạt tự cài xong khó hạ nà này tiên ta bất xa vắt đi thì được cài quạt ăn miền tự cài xong khó hạ tê hà quay đại xong khăn quạt cài tả mùi tê cứ thông minh bỏ quạt bà quạt bột thông minh tạp bằng nâng tê hay mơ từ một quạt xa nâng lại nâng cứ mềm tha có tất cả xâm phỏa thì bà cứ mau bị chiếm hẳn một quạt nâng cứ chùm liền bà cái tập tanh luôn ở quạt cứ xa thảm đỏ tạp bằng nâng ai bằng chân bà mẹ này tẹt tôn từ nâng xa vật đi thiết đến cả nâng bên ít có xong mình chọc là dân châu từ bà mẹ mùi thiết này tẹt tôn từ nâng bà cứ nếch lực lực bề khởi xâm rõ bà cả nhà chùm nạp thân nặng lệ bấy chón sổ tìm á lực nỉ bất kỳ nhà chọn sau thì mà cứ chia vào bất kỳ nhà khám ái chấm nặng thân nặng lệch bấy nước nông cao vị thi Miss Universe Cambodia vị bọn đọc rộng bốn đại tướp nâng rộng khuyên ca bị thầm mây thầm mây cực lòng tên này phóng đai nơi ai nạ bá trời thơ nạ ca thu bất tỏ bì con mặc gọt chìa lịch phi lịch bấy rụt mặc hào yếu bất kỳ nhà chọn sau thì mà bán tự tùa ca chạp bảo rộng dạng khăn tờ lơ rụt xong rõ đó rõ ràng nâng sẵn mặt đập hiếp rồi bỏ cái nhà dạng khăn tay mà đón đó là nâng nút của mình ca câu sở xa từ lời nếu chỉ chán phòng đại dạng là mình bên này vô bỏ cái nhà chọn số tìm mà bán bỏ cả chạp vào đồng xa chỉ thông minh mà đón tiết đón hạ chốn nẹ còm trụ bọn tóc bị bán khơi như rút thọt bọn màn sẵn lắc rồi bỏ cái nhà chả ra cho nâng bật đai sẵn cùng Facebook và bỏ hành vì phép rõ ràng nâng lại chiến phê đại cái nhà công phong tay và cố bởi chế nâng cảm thấy khẳng lử bắt tạm ra dạ rục thọt tiền này và bỏ cả nhà chúng ta thân nạn lịch bày tròn sổ tìm á bàn tự tu là cả cao sổ sao một sứ lợi hồi mỹ nè còn trò chỉ trả ơn bàn rộng phương thả cả nhà nâng bậc hành bọn thẩm viên châu ruộng bà cút xâm rõ nâng xâm mặt tập hiệp tạm ra dạ cam vị thi bà cút xâm rõ là bày nà muối nâng lời chạy ổn trọng chiếc hoàng đài bà nhưng mơ xâm rõ bà cút xa hát lại mến tên bà xa hát lại chạm đó bà nhưng nâng bê đại quan tớ bảo lọc nâng nông cảm thi Miss Universe Cambodia vì bọn đọc rộng bốn cứ mơ tớ thoa mà đà mình sợ chỉ xa phẩm á này bọn ta nâng bê đại quạt con một con này hơi thọt chụp mũi nâng xâm liệu vẹn xa mạnh thoa mà đá tọc xanh luôn bà mơ tớ bất chế play xa play tèm đoàn bà mơ hơi sân tạp bạc lôn tèm đoàn bà bọc bọc chụp xếp bọc bọc tèm đoàn bà mơ hơi sân tạp bạc lôn rồi xa tay ở cái nhà mơ tớ tiền riêng rữ bà tiền múc tiền mốt tiền sọc bà tiền tùm rồng múc bà tùm rút đoàn khuôn mưa tư xạ xong cụ ôi dần anh mình tên.
ពិសេសគឺទម្រង់មុខរបស់គាត់មើលទៅគួរឲ្យខ្នាញ់មែនទែនបាទស្រឡាញ់តែម្ដងបាទគួរឲ្យខ្នាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយជាមនុស្សដែលគួរឲ្យពេញចិត្តនៅពេលដែលយើងឃើញទម្រង់មាត់បាទទម្រង់មុខមាត់របស់គាត់បែបនេះបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាបាទសុតិមាបាទចនសុតិមាដែលជាបវរកញ្ញាចំណាត់ថ្នាក់ចប់លេខ3បាទចំណាត់ថ្នាក់ចប់លេខ3នៅក្នុង Miss Cambodia បាទ Miss Universe Cambodia 2019នេះក៏បានបញ្ចប់ឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្មានអ្នកទិញឲ្យរ៉ូលីនទិញកាដូជូនខ្លួនឯងសុទ្ធតែរថយន្តលុយស៊ី507តម្លៃជាង200,000 ដុល្លារបាទយើងឃើញថាមួយរយៈពេលហ្នឹងគឺមានតារាពីរដួងហើយដែលគាត់បានទិញឡានលុយស៊ី507បាទគឺតារាទី1គឺលោកករណាពេជ្របាទគាត់ទិញលួងចិត្តខ្លួនឯងបាទគឺលុយស៊ី507តម្លៃជាង200,000ដូចគ្នាហើយយើងឃើញនៅពេលនេះគឺរ៉ូលីនបាទគាត់បានទិញរថយន្តមួយដែលជាម៉ាកលុយស៊ីបាទតម្លៃជាង200,000ដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែដាច់ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះមិនទាន់បានប្រមាណផងរ៉ូលីនស្រាប់តែបង្ហាញរថយន្តទំនើបម៉ាកលុយស៊ី LX507 កាំងថ្មីសឡាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗដោយនាងបានបង្ហោះនៅលើ Instagram បាទនៅលើករណី Instagram បង្កឲ្យមានមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងចកោមសិល្បៈជាច្រើនរូបផងដែរក៏បាននាំគ្នាខមមិននៅក្នុងនៃកោតសរសើរនាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាត់យ៉ាងណាមិញរ៉ូលីនមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីតម្លៃរថយន្តដល់ទំនើបថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងនោះនៅឡើយទេគ្រាន់តែលើកឡើងថារថយន្តនេះគឺនាងទិញជាកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងតែទោះបីជារ៉ូលីនមិនបានទម្លាយពីតម្លៃសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនក៏ដោយបើតាមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងនេះថ្លៃមិនក្រោម200,000 ដុល្លារនោះឡើយបាទយើងឃើញថារ៉ូលីនលេងសើចនៅចំពោះមុខទស្សនិកជនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតារារូបនេះសល់លុយទិញរថយន្តថ្លៃកប់ពពកមិនតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកគេក៏ឃើញតារាឌូនេះចំណាយប្រាក់ដើរលេងក្រៅបាទទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងហ៊ឺហាមិនចាញ់តារាសិល្បៈល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននោះទេបាទនេះឃើញថារ៉ូលីនបាទគាត់តែងជាស្រីក្បាលប្រុសក្បាលបាទហើយអំពីជីវិតរបស់គាត់វិញមើលទៅគឺមានភាពហ៊ឺហាណាស់បាទហេតុថាហាយសូអ្វីដែលយើងសំខាន់ឃើញថាការលេងសើចរបស់គាត់ការបង្កសំណើចការធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនសើចសប្បាយជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យគាត់មានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់គាត់មានទីផ្សារខ្ពស់នៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈផងដែរបានជាងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរ៉ូលីននិងព័ត៌មានទាំងពីរខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នោះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជា share និងជា subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា